Chào quý cô chú, lại tiếp tục em có những cái sản phẩm mới để gửi đến quý cô chú anh chị nha. Hôm nay em sẽ lên những cái túi nữ vừa về, những cái chiếc túi nam cực đẹp gọi là hàng siêu phẩm á. Và sau đó em sẽ có lên một vài chiếc du lịch gọi là giá tặng cho quý cô chú anh chị nha. Mình cần những cái sản phẩm nào thì mình cứ inbox giùm em hoặc là gọi số điện thoại phía dưới tiêu đề 0973 952507. Mình có thể kết bạn Zalo giùm em để có thể chat được những cái sản phẩm ưng ý nhất hoặc là về những cái chi tiết về sản phẩm á. Mình có thể gửi giùm em thông tin qua Zalo nha. Thì mỗi một cái sản phẩm ở trên đây thì em bán là hàng si, đảm bảo độ mới 80%. Nếu hàng mới về thì quý cô chú anh chị mình chuyển khoản trước thì bên em sẽ receipt. Còn nếu những cái hàng sale, mức giá mà gọi là giá ngợi hơn so với trên cái giá tết á, thì gọi là hàng sale. Và hàng sale thì phí ship 30.000, quý cô chú anh chị mình vui lòng mình trả thêm giùm em 30.000 tiền ship nha. Và đối với những cái chiếc túi sale hoặc không sale thì bên em với chính sách là được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý cô chú anh chị mình cứ yên tâm về cái chất liệu là da thật nha, nếu không phải là da thật thì bên em sẽ báo ạ. Còn đối với quý cô chú anh chị mình kiểm tra hàng trước khi nhận, cho nên khi mà mình nhận mình kiểm tra kỹ giùm em, có vấn đề gì mình báo liền. Còn khi mình nhận rồi thì em không nhận đổi trả nếu mà không đúng như video nha quý cô chú anh chị ha. Nếu như đúng y hệt video mà quý cô chú anh chị mình không thích hay gì đó thì mình vui lòng mình trả lại, thì mình trả phí ship là 30.000 giùm em. Còn em chỉ nhận đổi trả khi mà không đúng y hệt như cái video, ví dụ như em không có báo lỗi mà nó báo lỗi gì đó vân vân. Nói chung á, là bên em thì khách hàng là thượng đế, cho nên quý cô chú anh chị mình yên tâm mà mình mua sản phẩm nha. Còn nếu mà mình chưa có tin tưởng về shop á, thì mình cứ theo dõi giùm em, khi nào mình tin tưởng thì mình chốt ha. Bán túi si nhưng mà mình được kiểm tra hàng và mình được nói chung á, là feedback gì đó vân vân rất là nhiều. Quý cô chú anh chị mình vui lòng mình gọi giùm em số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo để tư vấn giùm em ha. Thì ở đầu danh sách sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ có một cái bộ gồm có bốn những cái sản phẩm gọi là cũng gọi là cái duyên, thì nó sẽ đi kèm trong cái bộ hàng Nhật vừa về chứ không phải là nguyên bộ, nhưng mà em xếp lại thành nguyên bộ để các chị mà mình có thích á, thì mình có thể mua nguyên bộ, còn không mình vẫn bán lẻ nha quý cô chú anh chị ha. Mỗi một cái chiếc túi như thế này em có một bộ gồm bốn chiếc túi da trần trám là da thật hết, và cái kiểu của nó sẽ là khác xa nhau. Mỗi một chiếc nó sẽ là kiểu khác nhau, nhưng mà được cái là cái chất da nó là da trần trám, cho nên mình có thể gom chung một bộ ha. Em sẽ lên đầu tiên là một cái chiếc túi chéo nè, rồi sau đó một cái chéo vừa xách tay, còn đây là một xách tay và một cái chiếc gọi là du lịch, gọi là xách tay to đó, du lịch. Thì mỗi một chiếc nó sẽ có mức giá riêng, mình có thể mua nguyên bộ, thì nếu mua nguyên bộ thì inbox liền giùm em, còn không thì mình cứ chốt mã lẻ giùm em ha. Rồi em sẽ để những cái này qua bên một bên, em sẽ lên một cái chiếc đeo chéo trước. Ồ, nguyên bộ trần chám, bây giờ trần chám đang hot nha quý cô chú anh chị ha. Nguyên cái bộ trần chám như thế này đó, em có một cái đeo chéo trần chám rất là đẹp luôn. Nói chung là bên em bán da thật nha chứ không bán thương hiệu, cho nên quý cô chú anh chị mình vui lòng mình mua với cái giá là da thật. Mình thương hiệu thì em không bao ao nha. Ngang là 25, cao lên là 17 nè. Chất da trần chám rất là mới, da thật. Trần chám hiện tại đang hot trở lại và nó rất là hiếm hàng nha quý cô chú anh chị ha. Góc cạnh còn khá ok và chất da của nó dày dặn nha quý cô chú. Ở đây nó sẽ có một cái logo, gọi là logo để đẹp chiếc túi này. Rồi, ở phía sau là cái chất trần chám, góc cạnh của nó rất là xinh luôn. Phèn phá nó phải là vàng sáng bóng như thế này, vàng đồng nha quý cô chú anh chị ha. Chỗ này góc cạnh nó vẫn còn rất là đẹp. Ngay chỗ này thì mình sẽ có một cái dây đeo chéo. Dây đeo chéo này mình có thể tăng đưa độ dài được giùm em. Kim loại phối với da. Đây, mình có thể tăng đưa ha. Cái phần kim loại là nó vàng óng ánh như thế này luôn nha quý cô chú anh chị ha. Một cái đeo chéo rất là xinh. Cái form của nó là nó sẽ nghiêng về cái hình chữ nhật ngang. Ngang của nó hồi nãy 25, 25 ha. Mình có thể dễ dàng mình bỏ điện thoại, bất tiền gì đó, đi quăng quật thoải mái. Và mình sẽ đi xe máy thì mình có thể đeo chéo nè. Còn nếu muốn xách tay thì quý cô chú anh chị mình cứ tăng đưa độ dài lại giùm em ha. Còn không thì mình có thể làm dạng ví cầm tay như thế này, dạng lớp cầm tay như thế này đi tiệc cũng ok nha. Đối với cái ngăn thì ở đây nó có một cái ngăn phụ bên trong lớp vải, sử dụng nút khít 500. Bây giờ hai cái ngăn chính nha quý cô chú anh chị ha, hai ngăn như thế này, lớp bên trong lớp vải giùm em nè. Cái khóa kéo rất là mượt luôn đó, bên trong nó sẽ có một cái ngăn có khóa kéo nữa. Khoan khóa chiếc này mượt đẹp lắm, chất da cũng khá là đẹp. Rồi chiếc đầu tiên ngày hôm nay với mức giá là da trần trám, một cái đeo chéo, lên giùm em mã là 6817, 450, 6817. Đó, mình nhìn giùm em ha, cái mã 6817, 850. Rất là đẹp luôn, một chiếc. Một cái thứ hai nữa là em sẽ có chiếc này đi. Chiếc này nó to cho nên mình đi trước đi, đi chiếc nhỏ sau ha. Rồi.
một chiếc xách tay dạng du lịch luôn. Cái phần ngăn nắp của nó là tầm khoảng 28, ngang dưới đáy khoảng 30 và chiều cao lên là 27 nha quý cô chú anh chị ha. Dạng mình sẽ xách tay như thế này thông qua dây đôi. Ở đây là da nguyên miếng cắt ra, nó sẽ phối với kim loại màu trắng nha quý cô chú anh chị ha. Còn nếu mà ở nhà mình sẽ có một cái cọng dây. Quý cô chú anh chị mình muốn đeo chéo, dạng đi du lịch đeo chéo á, thì ở bên đây em sẽ có hai cái móc này, nhưng mà hiện tại không có dây đeo chéo, mình về mình móc dây vải hoặc là dây da màu đen giùm em ha. Dây da như thế này nè. Rồi hiện tại mình xách tay nó sẽ có một cái charm toàn bộ là trần trám rất là mới nha quý cô chú anh chị ha, trần trám cả hai mặt luôn. Và mình nhìn giùm với em dưới đáy nè, nó cứng phơm và da rất là dày. Ở đây mình ngăn chính mình sẽ có khóa kéo giùm em nha. Rồi có khóa kéo và bên trong nó sẽ lót và lót vải, nó có hai ngăn khóa kéo như vậy, đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng mà chiếc này mình làm đi du lịch trong ngày hoặc là quý cô chú anh chị mình đi công sở mà chị nào mình đựng đồ nhiều á, mình có thể lấy ngay một cái chiếc xách tay to to như thế này ha, đựng giáo trình gì đó vân vân. Em cũng bán 450, lên giùm em mã là 6820, 6820 450. Đây là chiếc trần trám thứ hai. Tiếp tục em có một cái chiếc trần trám vừa xách tay vừa đeo chéo. Đối với chiếc này thì mình sẽ có hai cái sợi dây luôn, là dây riêng của túi luôn nha. Một là quý cô chú anh chị mình có thể xách tay đeo vai như thế này, thì lúc đó mình sẽ mở cái cọng dây đeo chéo này ra, nó mình xách đơn giản nhẹ nhàng ha. Còn muốn đi đeo chéo xe máy thì mình sẽ móc cái sợi dây này vào và mình bỏ cái sợi dây này ra. Ở đây nó sẽ có chỗ móc cho nên mình rất là dễ để tháo ra tháo vô nha quý cô chú anh chị ha. Ở đây khoen mình có thể tăng đôi độ dài về mặt đeo chéo nè. Đối với cái chiếc túi bề ngang ở phía dưới á, thì nó sẽ có là ba cái ngăn đều có khóa kéo hết và toàn bộ nó sẽ dập cái thương hiệu gì đó ở đây, logo rất là đẹp nha quý cô chú anh chị ha. Ở bên trong lót vải màu nâu, tất cả hai ngăn khóa kéo rất là mượt nè. Nó dạp cái chỗ khóa kéo cho tất cả những cái chỗ khóa kéo nó rất là xinh. Ở đây cái miếng tép da Made in Korea giùm em ha, tép da khá là dày dặn nè. Bên trong lót vải có một ngăn có khóa kéo nhỏ nha quý cô chú anh chị ha. Rồi đây là cái mã tiếp theo, một cái chiếc vừa đeo chéo vừa xách tay, da trần trám, độ mới thì nói chung là những cái chiếc này em đảm bảo là đẹp nha quý cô chú anh chị ha, da trần trám. Rồi chiếc này thì em bán với giá là 420, lên giùm em mã là 6818, 6818. Rồi cái chiếc cuối cùng trong bộ 4 chiếc sẽ là một cái xách tay đeo vai dạng là mẫu ngang nha quý cô chú anh chị nha. Chiếc này thì em thấy nó có một cái charm đi kèm. À đây là đeo chéo được luôn, nó sẽ có một cái phần đệm vai khi mà mình muốn đeo chéo, mình tăng đưa cái độ dài này ra giùm em ha. Đây mình tăng đưa nè, khoan khóa chiếc này thì nó màu trắng, ở phía dưới là cái dạng trần chám và nó hơi cái mẫu là giống như cái chiếc thuyền vậy nha quý cô chú anh chị đó, mình nhìn giống như một cái chiếc thuyền vậy ha. Cả hai mặt đều là cái chất trần chám mới, ở phía dưới đáy nè da nó sẽ cố định và nó sẽ vuông góc như thế này. Nó sẽ có hai ngăn chính thôi, bên ngoài nó không có những ngăn phụ đâu, có hai ngăn chính, bên trong dập hiệu gì nè, lót và lót vải màu đỏ nha quý cô chú anh chị. Ở đây nó có một cái ngăn, rồi tiếp tục ở đây nó có những ngăn nhỏ nhỏ gì đó, lót vải sạch đẹp giùm em luôn, hai ngăn chính. Còn ở bên ngoài thì chỉ là da trần trám như thế này thôi, nó kèm thêm một cái charm. Chiếc này thì nó nghiêng về cái bề ngang và mình xách tay đeo vai đeo chéo thì vẫn được tăng đưa độ dài được giùm em ha. Em bán 450, lên giùm em mã 6819, 6819. Vậy là trần trám mình sẽ có 4 chiếc. Nếu mà mình muốn mua cả nguyên bộ thì mình có thể lấy thứ nhất là dạng to nhất là cái chiếc xách tay. Rồi, cái mẫu thứ hai là em sẽ có một cái vừa xách tay vừa đeo chéo to to hơn tí xíu, cũng là dạng trần trám. Mỗi một cái túi nó đều có cái mã riêng ha. Chiếc này thì vừa xách tay vừa đeo chéo luôn, khá là nhiều ngăn. Và một cái là khá là hiện đại, là một cái chiếc da trần trám, có khoen khóa phối với dây, da phối với khoen khóa màu vàng đồng. Mỗi chiếc nó đều có một cái mã số, mình muốn mã nào thì mình lên mã đó giùm em nha. Rồi em qua mã. Nguyên một bộ khá là xinh nè. Rồi tiếp đến em sẽ có một cái đeo chéo da cá sấu thật nha quý cô chú anh chị nha. Da cá sấu thật mặt phơm, nó cứng phơm như thế này. Nó cả hai mặt, mặt trước mặt sau là da cá sấu giùm em, cá sấu caiman giùm em ha. Nó rất là xinh luôn nè, cái phần da này khá đẹp và phía dưới đây là kết nối da bò nha quý cô chú anh chị. Cái phần da bò này nó làm cái dạng là viền cứng giùm em nha. Nó không có cần độn phơm như thế này, nó cũng cứng như thế này luôn. Rồi ở đây mình mở ra thông qua nút bít 500, bên trong nó có chứng nhận da cá sấu nè. Made in Thái Lan nha quý cô chú anh chị ha.
bên trong lót là lót da, nó có một cái ngăn và đây là hai ngăn khóa kéo giùm em nha. Lót lót da. À, chiếc này thì mình đang là dây đeo chéo giùm em và không có chỗ tăng đưa độ dài đâu. Dây đeo chéo này hiện tại đang là da cá sấu và nó là vừa xài luôn nha quý cô chú anh chị nha. Đó. Mình nhìn cái chất da cá sấu giùm em nè. Đẹp. Ở đây nó sẽ có một tí xíu cái phần da da cá sấu nè, nó hơi lên tí xíu nha, chỉ phần nhỏ nứt chỗ này thôi nha quý cô chú anh chị ha. Thường da cá sấu người ta bán rất là mắc, bên em thì hôm nay chiếc này thì độ mới khoảng 75%, em bán giá 1,2 triệu, lên giùm em 6801. 6801, nó chỉ có một cái phần răng chỗ này thôi, còn lại tất cả khá là đẹp nha. Bên trong lót da hàng của Thái Lan, phơm cứng phơm rất là đẹp luôn. Chiếc này thì ngang cái phần ở trên nắp của nó là tầm khoảng 25, chiều cao lên là 17 nha quý cô chú anh chị ha. Mình đeo chéo giùm em. Đó. Rồi em qua mã. Rồi tiếp tục. Em sẽ có một cái chiếc đeo chéo màu xanh dương. Chiếc này thì da khỏi phải chê, có cái là cái phần thân ở dưới là da và ở phía trên đây là cái dây, không phải là dây zin của túi nhưng mà người ta lựa trùng màu với cái phần này luôn nha. Dây không phải là dây zin. À, em có báo nha, dây không phải là dây zin cho nên giá nó sẽ ngợi hơn so với dây zin của nó. Chất da ở dưới của màu xanh dương là đẹp quá, ngang là 25, cao lên là 15 nha quý cô chú anh chị. Mình nhìn cái độ mới của cái chiếc đeo chéo nè. Nói chung là phần thân túi rất là đẹp. Dây cũng còn mới nhưng mà có cái là dây tặng kèm thôi. Đây khoen khóa của nó là nó có 3 ngăn nha quý cô chú anh chị ha. Khoen khóa nó màu vàng đồng như thế này luôn. Ồ, cái phần khoen này đẹp, phần dây tặng kèm cũng khá là xinh luôn. Bên trong lót của nó là lót vải màu đen nha quý cô chú anh chị ha. Nó có miếng tách da, có những ngăn nhỏ nhỏ, có khóa kéo gì đó. Khoen khóa rất là mượt, độ mới khá cao. Mình sẽ là dây hiện tại mình có thể tăng đưa độ dài để thành dây đeo chéo đeo vai giùm em nha. Độ mới cao. Chiếc này lên giùm em mã là 6792, em bán 350, 6792, 350. Đẹp mới. Rồi em qua mã nè. Một chiếc xách tay hiệu, em thấy nó dập hiệu là Chanel. Nhưng mà em bán là da thật thôi nha quý cô chú anh chị ha. Không bao ao. Rồi, một chiếc xách tay đi công sở, da mới, ngang là 25, cao lên là 22. Mình xách tay dây đâu như thế này giùm em, cái form khá xinh ha, khá là hiện đại nè. Cũng là dạng cái mẫu dập trần trám, nó dập thương hiệu của hãng là Chanel. Ở phía dưới đáy nó có 4 chấu dập Chanel hết giùm em luôn ha, Chanel Paris. Ở đây là nó sẽ kèm theo một cái charm. Nó cái charm, đây cũng kèm theo cái charm Chanel ha, nguyên miếng da cắt ra giùm em luôn. Cả hai mặt da rất là xinh và chỗ này là những cái chất da bò hết giùm em nha. Độ mới cao. Bên trong có một ngăn chính có khóa kéo. Made in brand Chanel. Bên trong lót vải dập hiệu hãng. Rồi. Những cái chiếc Chanel như thế này người ta bán không rẻ đâu. Em bán 690, lên giùm em mã 6812. 6812, 690. Rồi em qua mã nè. Em có chia một chiếc xách tay không dây đeo chéo đi công sở màu đỏ nha quý cô chú anh chị nha. Ngang của cái đeo chéo này là 29, cao lên tầm khoảng 22. Mình xách tay như thế này thôi, toàn bộ là da thật hết giùm em luôn, màu đỏ, đỏ đỏ tươi nha quý cô chú anh chị ha. Rồi khoan khóa chỗ này là nó màu vàng giùm em, tất cả đây là màu vàng giùm em ha. Mình mở ra vậy đó. Bên trong lót vải sạch đẹp, chỗ này là lót vải luôn nha quý cô chú anh chị. Nó có một cái ngăn có khóa kéo, ngăn chính không khóa kéo đâu, nó chỉ có cái nắp quay lại vậy thôi. Nó chị nào mà đang cần phối đồ màu đỏ thì mình lấy ngay chiếc này. Em bán giá 350, rất là rẻ dành cho chiếc túi da, lên giùm em mã 6763. 6763, 350. Bạn độn hơi cao. Rồi một cái đeo chéo màu đỏ thì mình sẽ thấy hai màu đỏ này khác nhau nha quý cô chú anh chị nha. Đây là màu đỏ tươi, còn đây sẽ là màu đỏ rượu vang. Em có một cái chiếc đeo chéo màu đỏ rượu vang đính hạt nè. Đeo chéo này ngang của nó là 26, cao lên tầm khoảng 16 giùm em nha. Dây đeo chéo nguyên bản của túi luôn. Khoen khóa nó sáng bóng, nó dập thương hiệu Elegant, thương hiệu nổi tiếng ha quý cô chú anh chị, từ Paris. Rồi ở đây chất da của nó đẹp nè, mới.
khá là xinh ha. Rồi ở đây mình sẽ có những cái hạt kim loại màu vàng đồng, không mất hạt nào hết nha quý cô chú anh chị. Ở đây nó dập elegant, chất da của nó mềm mà mịn mà dày như thế này, nó có bộ nhận dạng thương hiệu của cái hãng nè. Rồi toàn bộ những cái anh trên đây nó sẽ cũng có dập luôn nè quý cô chú anh chị ha. Đó, tất cả bộ nhận dạng thương hiệu, những cái chiếc túi lớn á, thương hiệu lớn nó đều dập hết nhận dạng thương hiệu của nó nè ha. Chỗ nào có thể thì nó sẽ cứ dập thương hiệu elegant trong phần bãi lót luôn. Người ta lớn người ta có quyền hết quý cô chú anh chị ha. Đây ở đây nó sẽ có đặt thương hiệu elegant chứng nhận da thật nha, bên trong lót vải sạch đẹp nha quý cô chú anh chị nha. Khá là nhiều ngăn đựng cả thế giới cho em luôn, khoan khóa đi rất là mượt. Ngay chỗ này mình có thể tăng đưa độ dài được giùm em luôn nè. Rồi chiếc này em bé giá 390, lên giùm em mã 6800 6800. Thì đối với những cái chiếc túi nam túi nữ đợt này em về rất là tự tin quý cô chú anh chị, mình yên tâm về độ mới nha. Yên tâm về em về kiểu dáng đa dạng lắm, cho nên mình thích mẫu nào thì mình cứ chốt đi, nhiều mẫu dữ lắm luôn nha quý cô chú anh chị ha. Rồi em qua mã. Em có một cái clutch cầm tay của Valentino. Đây Valentino 1921 nha. Em đo kích thước trước nè, màu nâu. Ngang của cái Valentino 28 và cao lên là 20. Nó sẽ phối giữa hai cái màu nâu đậm và nhạt nha quý cô chú anh chị ha. Ở đây nó có va vấp thời gian ở cái mặt trước nè, độ mới tầm khoảng 75-80%, nhưng mà nó thương hiệu lớn nổi tiếng thế giới Valentino của Italy nha. Rồi ở đây góc cạnh của nó, đây toàn bộ là da bò hết giùm em luôn. Đây nó sẽ dập Valentino, nó sẽ có một cái nút đưa gì chỗ này, Valentino giùm em đây. Nó là một cái 1921 ha, nó còn lớn tuổi hơn em luôn. Rồi Valentino 1921 dập trong cái miếng da lót và lót da giùm em luôn. Còn lót cầm tay các anh mình đựng giấy tờ hay giấy tờ đất hay gì đó ha, giấy tờ mình để vào trong cái xe hơi thì mình lấy ngay chiếc này nha. Valentino thương hiệu nổi tiếng của Ý, da của nó cực dày dặn luôn. Em bán giá là 490, lên giùm em mã 6770 6770 490 lớp Valentino. Chị nào mà cần một cái đeo chéo nhỏ gọn, da này là da bò dập vân, vân gì đẹp lắm. Đó, đeo chéo nhỏ gọn đựng ví tiền dài điện thoại, mình lấy ngay chiếc đeo chéo màu nâu này. Ngang của đeo chéo tầm 20 đựng được ví tiền dài điện thoại. Cao lên tầm khoảng cũng 19-20 nha quý cô chú anh chị ha. Ở ngoài đây là mình tính sơ thì nó đã có ba cái ngăn nhỏ và một cái ngăn chính rồi. Da bò dập vân, dập vân giống như dập vân của cái này, vân con gì đẹp quá. Dập vân thì không phải kỳ đà nữa, gọi là vân đẹp đi ha. Đó. Ở đây nó có những cái ngăn nhỏ nhỏ bên trong lót và lót vải giùm em nha. Rồi bây giờ ngăn chính của nó đây, có một ngăn có khóa kéo nhỏ bên trong lót và lót vải giùm em nè. Vậy là nó tóm lại ở trong đây, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó tới 5 ngăn nha quý cô chú anh chị ha. Dây đang là dây đeo chéo và dây zin của túi luôn, rất là nhẹ, nhỏ gọn, mình xách đi quăng quật thoải mái giùm em. Rồi ở đây mình sẽ có lên mã giùm em 6789, giá 390 ha, 6789 giùm em nè. Rồi quý cô chú anh chị mình có thích thì lên mã giùm em nha. Rồi em có một cái ba lô, ba lô màu nâu. Ba lô này nhỏ gọn thôi, em đo kích thước là ba lô chất này hơi chất chất, là ngang là 17-18, cao lên là 23 giùm em. Mình xách dạng ba lô nha, mình có thể xách hoặc là dây đeo chéo, dây đeo ba lô giùm em, tăng đưa độ dài được ở phía này nè, khoen khóa nó sáng bóng nha quý cô chú anh chị. Toàn bộ là những cái miếng da nó ghép lại với nhau, da bò dập thương hiệu ở đây, độ mới tầm khoảng 75% nhưng mà nó thuộc về kiểu da nhăn. Đây nó sẽ có một cái nút hít và hai cái nút hít, cái mẫu ở phía trước khá là hiện đại nha. Giờ mẫu ngăn chính thì mình sẽ dạng bút két mở ra, bên trong lót vải nè, nó có cái miếng tách da nha quý cô chú anh chị ha. Rồi ba lô nhỏ gọn màu này, màu nâu, dạng cái miệng ở trên bút két á, mình mua dành cho con em mình đi học cũng khá là xinh. Ở phía sau nó có một ngăn nữa nè. Rồi chiếc này thì em bán với giá là 490, lên giùm em mã 6776 6776 ba lô màu nâu nha quý cô chú anh chị ha. Rồi bây giờ đây ba lô nhỏ, giờ ba lô to thì em có chiếc màu xanh này, chiếc màu xanh da thật nha quý cô chú anh chị. Nó có dập thương hiệu gì ở đây nè, mà thương hiệu đó em đọc không rõ.
À, cái mẫu này thì nó đựng to hơn, mình có thể đi dạng du lịch trong một ngày, ok. Ngang của nó là 27 và cao lên tầm khoảng 30. Màu xanh nha quý cô chú anh chị nha. Đó. Ở phía dưới đáy nó sẽ có hai cái chấu bằng da. Ở phía đây mình có thể xách giùm em dạng là xách tay luôn, hoặc là mình đeo dạng ba lô nha. Dây ba lô ở đây nó sẽ khoan khóa sáng bóng và nó phủ một lớp chống oxy hóa màu trắng nè. Đó quý cô chú anh chị mình thấy mình có thể xách, có thể đeo ba lô. Bây giờ ngăn chính thì nó có một cái ngăn chính như thế này. Bên trong lót vải có một ngăn có khóa kéo. Rồi chất da thì mình sẽ thấy là da thật và cũng khá là đẹp mới nha quý cô chú anh chị nha. Màu xanh khó tìm, thường ba lô em về là màu nâu, màu đen là nhiều, màu xanh hay là những cái màu khác á, thì nó rất là ít nha. Em bán 390, lên giùm em mã 6778. 6778 nha quý cô chú anh chị ha. Rồi với mức giá 390 thì đây là không phải là da thật đâu, đây là da thời trang thôi. Tại vì thường á là ba lô nếu da thật về em sẽ bán khoảng 490, 590. Còn chiếc này 390 là da thời trang nha. Rồi em có một cái dây đeo chéo màu đen nha quý cô chú anh chị ha. À, cái này không phải là dây đeo chéo mà dây đeo vai thôi. Cái cọng dây này nó không có tăng đưa, đeo vai thôi nha quý cô chú anh chị ha. Dạng cái mẫu và đi hàng ngày nhỏ thôi. Cao lên ngang là 27, cao lên tầm khoảng là 17 giùm em. Chất da độ mới 80%. Dạng là có phủ thêm một cái lớp bóng ở phía trên nha quý cô chú anh chị ha. Khoen khóa chỗ này nó màu vàng, mình mở ra vậy, bên trong lót da giùm em luôn nè. Rồi ở ngoài đây nó sẽ có một cái ngăn lót vải. Mình sẽ là xách tay giày, hoặc là mình có thể để cái cọng dây này vào, hoặc là mở ra luôn để mình làm dạng lết cầm tay đi tiệc vậy thôi ha. Mình đựng ví tiền dài, điện thoại nha quý cô chú anh chị ha. Rồi ở đây em bán giá 350, lên giùm em ở 6766. 6766 350 nè. 350 giá quá rẻ, em dành cho một chiếc túi da. Em có một cái xách tay da thời trang mà nó mới tinh tôm, nó dập vân cá sấu nè. Em bán giá ngoại cho quý cô chú anh chị luôn. Mình cần mẫu mới thì lấy chiếc này, nhưng mà nó không phải da thật nha quý cô chú anh chị, nó là da thời trang thôi. Mà cái kiểu của nó mới ngang là 30, cao là 20. Mình xách tay, nếu mà không phải là người ở bên trong bán túi da, mình cầm cái này đi ra đường người ta sẽ nói là da thật nha. Tại vì cái độ mới của nó là, và nó sẽ dập cái vân cá sấu nha quý cô chú anh chị. Mới tinh tươm hết giùm em luôn, góc cạnh khá là xinh đẹp. Rồi ở đây mình sẽ có ở phía dưới là da lì giùm em, và cả hai mặt nó sẽ là dập vân, độ mới khá cao. Mình thấy khoen khóa nó sẽ dập cái thương hiệu ở chỗ này. Rồi đây mình mở ra thông qua một cái nút kích 500, bên trong nó sẽ chia thành hai cái ngăn, và mình có hai cái ngăn có khóa kéo nha quý cô chú anh chị nha. Rồi nó mới tinh tươm nhưng mà không phải da thật. Em bán giá là 350, lên giùm em mã 6806. 6806 6806 giùm em nè. Rồi chị nào mà cần một chiếc du lịch đi trong ngày mà hơi bụi bụi á, mình lấy ngay cái chiếc Tourua này giùm em. Rồi chiếc này là chất da mộc nha, đẹp, bụi bụi chất nha. Ngang của cái du lịch mini này là khoảng 35, chiều cao lên tầm khoảng 18-19 nha quý cô chú anh chị ha. Mình xách tay dạng mẫu trống như thế này. Chị nào mà dạng cái form boho á, boho hay là mình thích phối đồ mà dạng chất chất một tí á, mình lấy ngay chiếc này. Trời ơi, nó xinh, những cái phần da mộc và nó cắt ra dày luôn nha quý cô chú anh chị ha. Mình sẽ có một cái dây đeo chéo kèm theo đó. Hoặc là mình xách tay như vậy nè, đây nó sẽ có một cái ngăn chính. Nội cái ngăn chính này cũng đẹp luôn, sáng bóng tinh tươm hết giùm em luôn. Cái này mình đi du lịch cái mình chụp hình là quá đẹp luôn nha quý cô chú anh chị ha. Bên trong có một ngăn có khóa kéo lót và lót vải giùm em nè. Phần vải lót đó. Ở phía dưới đấy nó có bốn chấu vậy. Chất da của nó màu bò, đẹp. Chiếc này em bán giá 490, lên giùm em mã là 6762. 6762 490. 6762. Rồi em có một vài cái chiếc túi nam gọi là siêu phẩm. Quý cô chú anh chị mình coi mình có lựa chọn được những cái cặp laptop top nam nào không nha. Em có một cái chiếc cặp laptop mẫu truyền thống của Samsonite. Ngang của cái cặp laptop này là 38, chiều cao lên là khoảng 30. Mình xách như thế này giùm em nha quý cô chú anh chị. Ở đây nó sẽ có phần khoen, nó sẽ dập cái thương hiệu là Samsonite nè. Đó, chất da của nó thì rất là dày luôn.
cái mẫu foam cặp nha, mình xách tay và nó tặng kèm cho mình một cái dây đeo chéo, nhưng mà dây đeo chéo không phải dây zin cho nên nó sẽ có màu nó khác tí xíu nè. Nhưng mà cái dây đeo chéo này chỗ này cái khoen nó rất là đẹp, mình có thể về mình có thể đưa vào trong cái túi khác, hoặc là mình làm cái dạng là xách tay du lịch đó. Còn ở đây xách tay đeo chéo du lịch Samsonite nó dập trên tất cả những cái phần khoen khóa nè. Phía sau đây nó có một cái ngăn nữa nha quý cô chú anh chị, và nó sẽ lót bên trong dập thương hiệu Samsonite. Giờ mình mở ra giùm em, đây lót da luôn, bên trong lót vải dập hiệu hãng, nó có một ngăn có khóa kéo, bên đây thì sẽ có ngăn đựng bút viết thẻ kẹt gì đó nha quý cô chú anh chị nha. Rồi cái mẫu dạng cặp, thường những cái mẫu dạng cặp như vậy mình cầm lên mình dạng sách tay là nó đã viết rồi. Nó nhìn rất là sang nha, dành cho những cái anh giám đốc hay cô chú gì đó mà mình đựng laptop là đi rất là sang. Em đang bán 1,1 triệu, hôm nay với mức giá là 900 nên giùm em mã 5877 5877 nha. 5877 900. Rồi em vừa về một cái sách tay của Đáp London mẫu dạng cặp, hoặc là có thể mình làm dạng túi du lịch cũng được luôn. Ngang của cái sách tay cặp này là 35, cao lên là 26 giùm em. Mình sách tay dây đâu như thế này nha. Và nó sẽ là da phối với cái chất này là chất hình vát mới tinh tươm, nó có một cái lằn ở giữa là da bò dập phân rắn nha quý cô chú anh chị ha, phối màu rất là xinh, hàng nhập thương hiệu Đáp London. Đây toàn bộ khoen khóa nó vàng óng ánh và đều có bộ nhận dạng thương hiệu Đáp London ở trên đây. Ở phía dưới nó sẽ có bốn cái chói màu vàng tinh tươm hết nè, góc cạnh nó đẹp mới nha quý cô chú anh chị ha. Đây Đáp London nó dập ở đây, ngăn chính nó có hai hệ thống khóa kéo, dập thương hiệu Đáp London trên cái miếng kim loại, và cũng như cái phần bên trong lót thì nó sẽ dập Đáp London, có một ngăn để mình có thể cố định laptop nè. Cái mẫu này thì mình làm dạng đựng laptop cũng được, hoặc là mình làm dạng túi đi du lịch đựng đồ nhỏ nhỏ ha quý cô chú anh chị nha, trong ngày giùm em thôi khoảng 2-3 bộ đồ thôi đó. Rồi mới tinh tươm, em bán giá 790 lên giùm em mã là 6756 6756 790. Rồi một cái chiếc cặp laptop cũng hàng thương hiệu, cái này cái logo em rất là quen luôn, để ngoài em coi bên trong coi, tại em không nhớ logo. Cặp đựng laptop ngang của nó là 38, cao lên là 28 giùm em. Mình sẽ xách tay như thế này, khoen khóa nó sáng bóng nha quý cô chú anh chị, logo của nó nè khá là quen thuộc ha. Rồi ở đây nó sẽ có phía sau nó có một ngăn có nút khích 500, hai bên nó đều có nút khích 500 hết giùm em luôn. Ngăn chính của nó sẽ có hai hệ thống khóa kéo đến tuốt ở phía dưới, dập cái thương hiệu chỗ này là thương hiệu hàng gì, thương hiệu này là Đáp London luôn nha quý cô chú anh chị nha. Nó bên trong mình thấy nhìn logo là mình biết rồi, Đáp London giùm em luôn nè, có cái logo Đáp London, có một ngăn cố định laptop nè, đây rất là sạch đẹp luôn, một ngăn có khóa kéo dập thương hiệu Đáp London trên miếng da, chỗ này là mình có cái ngăn này là cố định laptop nha. Rồi mình có thể kéo xuống tới phía dưới, cho nên khi lấy đồ á quý cô chú anh chị mình rất là dễ để mình lấy đồ nha. Mình kéo hai hệ thống khóa kéo giùm em luôn nè. Hiện tại em không có độn phơm, không có độn phơm mà cái chất da của nó dày dặn và vuông góc như thế này nha. Kèm theo tặng kèm cho mình là một cái dây đeo chéo có thể tăng đưa độ dài được, không phải là dây zin, dây tặng thôi. Chiếc này em đang bán 1,1 triệu, hôm nay cũng lại là mức giá 900 cho quý cô chú anh chị nha. Lên giùm em mã 6458 6458 900 6458 900. Rồi em sẽ có hai chiếc dây chéo dành cho các anh nam nè, nãy giờ chị nữ thì em có nhiều rồi. Một chiếc dây chéo nhỏ gọn dành cho các anh màu nâu, hàng thương hiệu Mexican, chất da đẹp, ngang của nó nhỏ gọn thôi 20, cao lên là khoảng 25 nha quý cô chú anh chị ha. Đây rất là xinh. Rồi chỗ này không biết để làm gì luôn. Và nó sẽ có một cái dây đeo chéo, dây đeo chéo này là dây zin của túi, có thể tăng đưa độ dài được. Và mình thấy nó dập hơn hiệu Mexican này nha quý cô chú anh chị ha. Rồi cả hai mặt khá là đẹp, đái cũng ok. Ở phía dưới đây nó sẽ là dập thương hiệu bên trong phần vải lót Mexican giùm em nè. Bên trong lót là lót vải. Chiếc này em đang bán là 490, hôm nay với mức giá 350 cho quý cô chú anh chị. Lên giùm em mã 6501
6501 350. Em có một cái chiếc Shopify. Thật ra chiếc này thì không có dây đeo chéo đâu, nhưng mà cái form của nó gọi là quá sang rồi. Form của nó nhìn vào là thấy đẹp liền, thấy không anh chị nha. Màu xanh phối với màu nâu. Ngang của cái sách tay này là 29, cao lên là 32, mình dạng đựng cắp led gì đó. Ôi cái form dáng của nó đẹp quá. Form của nó vuông góc ở các cái góc cạnh nha. Chất da của nó rất là dày dặn và cái sớ da quá trời mới luôn. Ngăn chính có khóa kéo như thế này. Bên trong lót là lót vải nha. Đây là có cái miếng tách da nha quý cô chú anh chị ha. Lót vải có khá là nhiều ngăn, hai ba ngăn gì đó. Không có chỗ để mắc dây đeo chéo, mình chỉ xách tay đựng tablet về giùm em. Nó đi đựng công sở, tablet hoặc là giáo trình mình đựng đứng lên giùm em ha. Đây nó có một ngăn nè. Chiếc này em đang bán tại shop là 890, hôm nay treo cho quý cô chú anh chị mình 500, lên giùm em ở 6415. 6415. Cái mẫu này cái form của nó vuông góc ở các cạnh nè, rất là xinh. Và em có 4 chiếc túi du lịch, em sale đồng giá cho quý cô chú anh chị mình lựa luôn nha. Một chiếc vali du lịch em sale đồng giá 390 đi, để cho mình có thể đi du lịch trong cái dịp nghỉ hè này nè, sắp tới hết nghỉ hè rồi. Một cái vali ngang là 46, cao lên là 34. Đó, vali vậy. Vali đẹp quá. Vali thì kèm theo một cái dây đeo chéo nha quý cô chú anh chị ha. Dây đeo chéo mà có thể đệm cái vai trên như thế này. Nó sẽ có một cái ngăn ở bên ngoài. Bên trong lót vải nè. Đây là vải bố, đây là da nè. Giờ mình mở ra. Đây, một cái chỗ để mình có thể đựng chỗ này đựng laptop cũng được, hoặc là quần áo gì đó. Ở đây mình có cái chỗ để mình mắc quần áo vô ha quý cô chú anh chị nha. Cái form của nó form vali đi công sở. Rồi ở ngoài đây nó có thêm một cái ngăn nữa. Đó, đây là có khóa kéo bên trong lót vải giùm em ha. Rồi vali này thì cái form dáng khỏi cần phải bàn rồi, đẹp quá. Em đang bán tại shop là 700, hôm nay sale 390, lên giùm em mã là 6035. Sale xả kho 6035. 390. Một chiếc vali da thật, vali dạng du lịch da thật của hàng Windsor. Ngang của cái vali du lịch này là khoảng 43, cao lên là 30 nha. Thương hiệu nó dập ở đây, da thật toàn bộ hết giùm em nha quý cô chú anh chị nha. Phần bề dày tôi nói em đo phần bề dày đi, để có nhiều anh mình hỏi. Ngang khoảng 22. Nó, mình có thể có một cái chỗ để mình móc hai cái quay lại để mình tránh bị đau tay đó, hoặc là mình cứ xách về ha. Khoen khóa nó phủ một lớp chống oxy hóa màu đen. Rồi ở đây thì góc cạnh của nó toàn bộ khá ok, dưới nó có 4 chấu, đây là phần dơ thôi. Ở ngoài đây nó có một cái ngăn đây, ngăn chính ở chỗ này. Bên trong lót sạch đẹp, có ngăn có khóa kéo. Bên đây có ngăn để cứng phơm, vậy là mình có thể đựng laptop. Rồi, du lịch này hôm nay 390. Em đang bán 850 rồi em sao lỗ nè. Lên giùm em mã 5968. 5968 lấy ngay chiếc này. 5968. 390 nha, từ lỗ tới lỗ luôn. Và em gọi là sale xả kho để mình đi du lịch và em về hàng gói nè. Một chiếc vali màu đen. Em có chiếc này và chiếc du lịch nữa thì em ớp nha quý cô chú anh chị ha. Chiếc vali màu đen này thì giống như hệt vali nãy, nhưng mà nó là da thật toàn bộ hết giùm em. Ngang là 43, cao lên là 32. Mình xách tay như thế này nha, hoặc là có một cái dây da phối vải mình đeo chéo nha quý cô chú anh chị. Ở đây nó có ngăn. Đây ngăn vậy, bên trong nó có đựng thẻ cạc, bút viết gì đó rất là nhiều. Thôi ngăn chiếc này nhiều quá. Ở phía sau đó có ngăn nữa nè. Giờ ngăn vali. Đây. Đó, mình thấy rất là nhiều ngăn ha, bên trong lót vải giùm em nha. Chiếc vali này đựng khá là nhiều đồ nè, mình đi khoảng 2-3 ngày nè. Đựng laptop, đựng quần áo gì đó, đi
năm trong một luôn ha. Đây có chỗ để mình có thể mắc đồ đạc lại, bên kia thì đừng laptop nha quý cô chú anh chị nha. Rồi chiếc này hôm nay với mức giá sale xả kho 390, lên giùm em mã là 6484 6484 390 6484. Rồi chiếc du lịch cuối cùng, du lịch cuối cùng da thời trang đen phối với nâu, ngang khoảng 43, cao lên là 28 giùm em. Mình xách tay như thế này, ở đây mình có thể làm cái kiểu gom gọn cái nắp lại, cái phần miệng lại nè quý cô chú anh chị, mình sử dụng cái nút vít 500 ha, hoặc là mình cứ làm cái kiểu dạng vậy, còn không nó sẽ có một cái nút vít 500, khi mình đựng đồ ít á mình hít lại thì sẽ gọn hơn. Đây thì nó sẽ cứng form, đây phần da nó giống như một hai cái thanh để cố định cái phần nắp vậy đó. Ở phía sau nó có ngăn, ngăn chính của nó đây, hai hệ thống khóa kéo nha quý cô chú anh chị nha. Bên trong mở ra dạng đốc tờ về bên trong lót da. Rồi chiếc này thì phía dưới đáy nó sẽ có 5 cái chấu màu vàng tinh tươm, toàn bộ là da nha quý cô chú anh chị, da thời trang. Rồi chiếc này hôm nay em sale qua 390 luôn đi, gọi là sale kết thúc mùa du lịch. Lên giùm em mã 5636 5636 390 5636. Rồi quý cô chú anh chị mình có thích sản phẩm gì trong cái danh sách sản phẩm ngày hôm nay thì vui lòng inbox giùm em ha, gọi giùm em qua số điện thoại 0973 952507 ạ. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại nha quý cô chú anh chị.